Hello anh em, vẫn là tôi và tôi đã quay trở lại rồi đây. Tình hình gacha sao rồi nhỉ? Chắc là đến lúc này nhờ anh em đã sở hữu được Chide rồi đúng không nào? Nhưng mà một số anh em kém may mắn hơn lại rút ra Diona. Tôi thấy trên group có khá là nhiều ông rút ra Diona đến nỗi mà nó full cung mệnh luôn. Và do đây là một nhân vật mới nên cũng không có nhiều người hướng dẫn cách build. Nên là tôi lọc thằng cơ hội mà. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách build nhân vật Diona. Ở những video trước tôi chỉ hướng dẫn anh em cách chọn vũ khí và cách chọn thánh di vật. Mà tôi quên không nói với anh em đó là thánh di vật nên chọn chỉ số gì cho nó ok với nhân vật đó. Nên là ngày hôm nay tôi sẽ khắc phục cái lỗi này nhá. Ok, bắt đầu video. Thì Diona là một nhân vật healer theo chỉ số phần trăm HP của bản thân. Và có cả cái khiêng nữa, cho nên là anh em có thể nâng khiêng hoặc là nâng HP. Và ở trong video này mình sẽ chọn ra hai bộ thánh di vật, thiên về HP và thiên về khiêng. Về thánh di vật, tôi nghĩ là anh em nên tập trung tất cả về HP là tốt nhất. Anh em nâng cho mình các thánh di vật có chỉ số là HP, phần trăm HP, hiệu quả nạp và tinh thông nguyên tố. Và khi nói đến thánh di vật dành cho healer thì không thể nào không nhắc đến bộ thánh di vật thiếu nữ đáng yêu. Với các chỉ số tập trung liên quan đến trị liệu, cụ thể ở bộ 2 món anh em sẽ nhận được 15% trị liệu. Và với bộ 4 món, sau 10 giây khi mà khi triển kỹ năng nguyên tố, toàn đội sẽ tăng thêm 20% trị liệu. Ở bộ này, ly và đồng hồ anh em lấy cho mình lần lượt là phần trăm HP và HP. Còn ở cái vương miện anh em lấy cho mình đó là tăng phần trăm trị liệu nha. Còn dòng phụ như đã nói ở trên, anh em lấy cho mình HP, phần trăm HP, tinh thông nguyên tố và hiệu quả nạp thôi. Còn nếu như anh em không có bộ thiếu nữ đáng yêu, anh em có thể dùng bộ nghi thức tông thất cổ để mà thay thế. Các chỉ số chính và chỉ số phụ y như bộ thiếu nữ đáng yêu nha. Nhưng mà ở bộ này anh em thiên về hiệu quả nạp cho mình một tí. Cụ thể bộ này chủ yếu tăng đến sát thương nộ. Với bộ 2 món, sát thương kỹ năng nộ sẽ tăng thêm 20%. Và bộ 4 món, sát thương vẫn là 20% nhưng mà lần này sẽ là bao phủ toàn đội và thời gian kéo dài là 12 giây. Bộ này anh em build chủ yếu theo cách là support để tăng ATK cho toàn đội chính thôi. Rồi, thì đó là cách tăng trị liệu và tăng hỗ trợ tấn công. Còn bây giờ nếu như mà anh em muốn tăng hỗ trợ phòng thủ ấy thì anh em chọn cho mình hai bộ thánh di vật. Đầu tiên, bộ thánh di vật tốt nhất đó chính là sau băng bay ngược. Bộ này thì chỉ số chính anh em sẽ lấy cho mình đó là HP. Nghe hơi lạ một tí, nhưng mà toàn bộ kỹ năng của Diona phụ thuộc vào lượng HP của nhân vật này, cho nên HP càng trâu khiêng sẽ càng chắc. Và anh em nên lấy chỉ số phần trăm HP làm chỉ số chính, còn những chỉ số phụ anh em lấy cho mình là HP hay là Deep cũng được. Về bộ thánh di vật, với 2 món hiệu quả khiêng sẽ tăng lên 35%. Và với bộ 4 món, khi được khiêng bảo vệ nhận thêm 40%, tăng sát thương công kích thường và sát thương trọng kích. Còn nếu như anh em không có bộ nghi thức này thì anh em có thể chọn bộ trái tim thủ hộ cũng được. Với chỉ số chính và chỉ số phụ, anh em tập trung cho mình vào HP hoặc là hiệu quả nạp nguyên tố. Hiệu quả của bộ này với 2 món khiêng sẽ tăng thêm 30% hiệu quả. Và với bộ 4 món sẽ tăng 30% kháng nguyên tố cùng loại nguyên tố với đội hình của bạn. Điều này khắc phục được nhược điểm của cái khiêng băng từ Diona, đó là bị sát thương lôi khắc. Ok, thì vừa rồi là điểm qua các bộ thánh di vật thích hợp. Bây giờ hãy cùng nhau đến với vũ khí nhé. Do đây là nhân vật support nên là anh em hãy tập trung vũ khí vào tinh thông nguyên tố hoặc là hiệu quả nạp. Vũ khí mình đề xuất cho anh em là vũ khí phúc cung tây phong. Có lẽ đây là vũ khí tốt nhất cho nhân vật Diona này rồi. Hiệu quả của cung tây phong như sau: khi tạo thành bạo kích, có tỷ lệ nhận được 60% lượng nguyên tố hạt nhân sinh ra. Khôi phục 6 điểm nguyên tố cho nhân vật khi thi triển 12 giây một lần. Và tất nhiên, đó là cái cung tinh luyện 1 thôi. Nếu anh em tinh luyện lên đến hạng 5 thì nó sẽ còn cao hơn nữa, hình như là gấp đôi thì phải. Và ứng cử viên thứ hai đó là cung tế lễ. Cây này cũng khá là ok. Sau khi anh em dùng đòn tấn công nguyên tố, có 40% cơ hội kết thúc kéo dài skill, nhưng mà cứ mỗi 30 giây mới thực hiện được một lần. Khi anh em tinh luyện đến hạng 5 thì chỉ số này sẽ tăng lên thành 80%. Và chỉ sau 12 giây anh em sẽ dùng được một lần. Đó là thánh di vật và vũ khí. Còn bây giờ là về team. Diona có thể đi chung team với Klee hoặc là Diluc. Chủ yếu sẽ cộng hưởng nguyên tố để tăng thêm phần trăm sát thương và làm giảm phòng thủ của kẻ địch. Đi chung với Mona, anh em sẽ được cộng hưởng nguyên tố làm đóng băng kẻ địch, hỗ trợ cho DPS chính có nguyên tố là lôi. Khi đi chung với Kaywin, có thể làm giảm phòng thủ của kẻ địch, tăng thêm sát thương vật lý bằng Super Conduct. Và khi chòm sao của Kaywin lên đến level 4, có thể tăng thêm sát thương. Ok, thì đó là sơ qua về các build nhân vật Diona, nhân vật support hồi máu và có cả cái khiêng nữa. Nếu như anh em có các build nào hay hơn, nhớ comment xuống phía bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.